Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn thêm một món ăn làm từ giấy nữa. Hôm nay mình sẽ nấu món chè giấy đậu thập cẩm nha các bạn. Thì để làm món chè giấy đậu thập cẩm ngày hôm nay thì trước hết thì mình giới thiệu các bạn là giấy. Cái giấy á, mình mua hôm qua mình để ngoài cho nó không được đẹp ha. Nhưng mà chất lượng nó ăn rất là ngon nha. Mình sử dụng ở đây nửa ký giấy là được rồi. Thì ngoài trái giải ra thì ở đây mình sử dụng, như mình nói là nấu đậu thập cẩm thì mình có nhiều rồi. Thứ nhất là hạt sen, thứ hai là đậu xanh. Đậu xanh mình để giỏ cho ăn mát luôn. Thứ ba nữa là mình nấu cái đậu cúc nè, đậu đỏ nè, đậu trắng nè, đậu dán. Thì tất cả những loại đậu này đó là nó còn tươi nha các bạn, thì mình sẽ nấu nhanh hơn. Còn các bạn mua cái đậu khô á, về mình phải ngâm vài tiếng, ngâm với nước ấm khoảng 4-5 tiếng nó mới mềm á. Mà mình nấu rất là lâu thì mình mua đậu tươi về mình nấu ngon hơn ha. Ngoài những thứ đậu ra thì ở đây mình sử dụng cái bột khoai. Bột khoai thì mình sử dụng 1 phút thôi. Mình ngâm rồi là chừng phải 20 phút là nó đã mềm mà. Rồi đường ở đây thì mình sử dụng 200g đường cát. Hoặc nếu các bạn nào có đường phèn thì mình sử dụng cái đường phèn cũng được nha. Rồi dừa. Ở đây thì mình sử dụng cái dừa gám nha các bạn. Dừa gám mình mà vì mình bào ra, mình sắc sợi á, bào ra sắc sợi mình hồi mình cắt lên chè cái giải mình ăn rất là ngon nha. Ngoài đây mình sử dụng là khoảng 300g dừa khô mình nạo ra rồi nè. Cái dừa này hồi mình vắt nước cốt để mình làm cái chất, cái độ béo của món chè nha. Thì ngoài ra nếu các bạn có lá dứa thì mình cho lá dứa vào, nếu không có lá dứa mình cho cái vani vào cũng được, bột vani tạo mùi thơm. Thì trước hết những loại đậu này á thì mình sẽ luộc sơ khoảng là chừng 5 đến 7 phút cho cái đậu này nó sơ qua là được rồi các bạn. Thì nó còn tươi nó nên nó dễ chín lắm. Rồi ở đây là mình đã bắt sẵn cái nồi rồi. Mình cho vào mình luộc sơ để cho cái chất cát nó ra bớt. Và đậu xanh mình cũng vậy luôn nha. Đậu xanh thì mình cũng luộc sơ chung luôn. Thì như vậy thì nó sẽ càng mà khi mình nấu nó nhanh hơn nha. Rồi ở đây cái giải thì mình sẽ lột cái giải ra ha, giải này còn tươi lắm. Rồi mình lột cái giải ra thì mình sẽ lấy hột ra luôn nha. Rồi sau khi mình gọt giải mình lấy hột ra thì giờ mình sẽ đem đi rửa cho sạch sạch nha các bạn. Rồi ở đây sau khi mình luộc cái hạt sen với đậu xong rồi, giờ mình cũng để cái giải này mình rửa xong rồi nó rễ nó ráo nè, mình sẽ cho hạt sen hoặc là cái hạt đậu nè, đậu trắng cái gì đó cho vào trong làm cái nhân nha. Rồi sau khi mình làm đậu này xong thì mình sẽ vắt nước cốt dừa nha.
mình lấy cái nước đá mắm mình vắt nước cốt dừa nó sẽ ra nước hơn là nhiều hơn là nước lọc. Thì mình sẽ vắt cái nước đầu á, khoảng nửa chén nước, mình vắt cái nước cốt đặc á, khoảng nửa chén nha. Lấy tay mình nhồi nha. Đây mình khỏi đeo bao tay vì nước này ấm ấm, đeo bao tay vô nó cũng ăn bệnh hơn nữa. Rồi ở đây mình lấy cái nước cốt làm đặc rồi nè, mình để qua một bên. Bây giờ mình sẽ dắt cái nước cốt dảo nha. Nước cốt dảo mình cho vô trong nồi mình nấu luôn. Rồi ở đây mình lấy khoảng là 800 đến 1 lít nước vừa nước cốt dảo nha. Giờ mình sẽ đem mình nấu. Mình nấu rồi à, bây giờ mình sẽ cho cái đậu này vô luôn vô trong đây. Mình không có nấu nước cốt lạnh đặc nha, mình nấu sớm quá hồi nó bị sẽ bị hôi dầu. Mình nấu cái nước cốt dạo trước ha. Rồi, sau khi mình cho cái bột khoai vô hết rồi, ở đây thì mình sẽ cho khoảng là một muỗng rưỡi cơm á, một muỗng rưỡi cơm đầy cái bột năng ha, bột năng còn gọi là bột mì tinh đó các bạn, thì mình sẽ cho vào trong đây để sôi lên, cái bột khoai nó chín để sôi lên là mình sẽ cho cái bột năng vào. Bạn thấy sôi rồi ha. Và bây giờ mình sẽ thấy bột năng nó đều lên. Mình sẽ cho bột năng vào nè. Thôi mình cho vào mình khuấy cho nó đều nha, để cho thôi nó gọi vì cái dính dưới bị khét ha. Thôi cho bột năng vào mình nấu khoảng là từ 3 đến 5 phút nữa. Rồi sau khi mình nấu 3 phút đó ha, mình cho vani, ống vani nè. Thơm á, cho vani vào rất là thơm nha. Đó, cho vani vào mình khuấy đều như rồi mình nhắc xuống ha. À, bây giờ thì xong rồi mình sẽ cho cái cốt dừa nè. Xong rồi mình sẽ cho cái cơm dừa vào.
Rồi nè các bạn, như thế là mình đã làm xong cái món chè giải thập cẩm, đậu thập cẩm ngày hôm nay rồi các bạn. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.